Chào mấy anh mấy chị, chào mấy cháu. Xin chào. Xin chào. Tụi con là người Gia Rai luôn hả? Dạ. Người Gia Rai luôn ha. Dạ. Tụi con là sinh hoạt ở trong cộng đoàn này hay sao? À. Ở đây làng của mình là ở đâu đây con ha? Làng bên kia. Làng của mình tên gì? Làng Lông Lát. Làng Lông Lát. Làng Lông Lát. Làng Lông Lát. Thôn 6. Thôn 6, làng Lông Lát. Lông Lát. Thôi không phát âm được. Khó quá. Cái này là mình gùi con là sau lưng là con của mình luôn đó hả bé? Yeah. Bé nay nhiêu tuổi rồi? 22. 22 tuổi, nhìn trẻ quá. Xin chào quý vị, cùng trở lại với em Lang Thang Nha Trang. Một video clip tiếp theo. Đây là cũng là một cái làng đồng bào ở huyện Chư Prong này. Cô Tư ơi, đây cũng huyện Chư Prong hả cô Tư? Dạ. Cũng là một huyện Chư Prong. Và trong cái bài hát mà quý vị thấy như núi Chư Prong đứng nghiêng mặt trời, ngày ngày mặt trời say mê gọi núi, là những cái câu hát của đôi mắt Pleiku. Và những em gái ở đây, người đồng bào, ai nấy cũng đều có những cái đôi mắt rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là xinh nha. Hôm nay em đến với nơi này theo sự gửi gắm của cô Mười Thuyền, chị Mai và bé Linh, là những người sinh sống ở bên đất nước Na Uy, có gửi những cái phần tịnh tài và em quy đổi ra thành những phần quà để mà chia sẻ với lại những bà con đồng bào khó khăn ở nơi đây. Và hôm nay thì cô Tư giới thiệu cho em chỗ đây. Chỗ đây là thuộc Công giáo, thưa quý vị. Ở đây là em thấy cái dòng chữ là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Ở đây là cộng đoàn gì đó cô Tư ha? Phaolô Thanh An. Dạ. Ở đây mình những em nhỏ ở đây là cái gì đó cô Tư? Nó ở các làng nó lên. Các ở các làng lên các là làng khó khăn xung quanh đây. Thêm, nhưng mà đi từng làng thì rất là khó. Dạ. Bây giờ sơ ta vận động rồi đưa em nào có xe đi thì đi, không thì sơ đưa lên. Ở đây là bao nhiêu phần cô Tư? Ở đây là 50 phần. 50 phần là có những bà con bị cùi không? Cùi cũng có mấy phần. Bây giờ nói chung cùi là họ còn ít lắm, giống như hơn khi nãy cũng vậy đó. Dạ. Cùi còn có vài ba người nhưng mà gia đình có. Dạ rồi, cảm ơn cô Tư. Ở đây 50 phần ha. Chào A Mai, chào A Đây. Đây kính thưa quý vị, em chia sẻ những cái phần quà đây xuống. Ở đây là 50 phần nha anh nha. 50 ổ bánh mì. Đúng rồi, như hồi nãy luôn. Giống nhau hết. Đủ dầu ăn, đủ nước mắm, đường. Ở đây hồi nãy đi chợ đêm á cô là có cá nữa, không biết là cá để đâu rồi. Nếu được thì bỏ cá xuống đây luôn để bà con ăn. Cá hả? Dạ. Có cá nữa hả? Có cá nữa. Cá này chắc cũng nhà sơ sẽ mua 60 em nhóc nhà. À dạ. Nè, con đi chị bạn ơi. Ba đi, còn thêm 5 cá nữa là đủ. Cái này là mỗi phần đây là bao nhiêu ổ? Một phần 15. 15. Lấy thêm. Ở đây 50 ổ nha. 50 ổ. 45. 50 ổ. Rồi mấy bao gạo rồi ta? 45. 12 bao. Hình như cái bì này thiếu. Dạ cái bì đó thiếu. Không thiếu, không thiếu. Cái bì này bì thiếu. Hồi nãy lấy chia sẻ ra qua bên kia đó. Thì cứ bỏ ra đi dư thì mình tránh bốn thôi. Mở ra sơ. Cứ để đây luôn đi. Khi nào mình phát đây rồi còn như mình bỏ vô lại. Một cứ một bì là 15. 45 đây là đủ. Một chai mắm với một chai dầu ha, với một gói đường. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như hồi nãy. Mở gạo lên luôn đi con. Ở đây mình chia sẻ rau nhiều nhiều chút cho bà con ăn. Sơ ơi, con thấy mấy anh chị ai quay ai mí ở đây thấy ít quá sơ. Thấy toàn mấy em nhỏ không ha? À, cha mẹ đi làm cho các em đi nhận anh nè. Ồ, cha mẹ đi làm. Cha mẹ đi làm với là bà làm. Ai người già thì họ phải nhờ người đi lấy cho họ. Còn dạ, quá nhiều người già quá thì con trẻ đi một lấy bao nữa là đủ ăn. Rồi à con. Em hiểu rồi, cảm ơn anh cho biết. Dạ. Mở cái bao lấy lên lấy được. Bé ơi. Cái kéo mở bao nhiêu? Cái kéo này là 70 bì. 50 bì thì mình lấy là 20 bì là đủ. Lấy 20 bì bỏ vô cái bì này.
20 bì. Dạ dạ, cái này sơ cứ lấy thoải mái đi sơ. Dạ dạ dạ. Thì cái này con mua nhiều là để chia sẻ mà. Cái này anh tìm tìm cho nó thôi, thử có bị cá không, đi nuôi cá nè. Sơ ơi, cái này cá nè sơ, giao cho mấy em nhỏ ăn nha. Đây nè, sơ đang nuôi mấy em nhỏ nhỏ. Đây nuôi mấy em nhỏ nhỏ đây đó nha. Có một bị cá đó thôi đúng không anh? Dạ dạ, một bị cá đó đó. Mấy em nhỏ này là một cô hay sao anh hả? Là gia đình hoàn cảnh có khăn, các sơ quy tụ về đây để cái sơ nuôi, sơ nuôi dưỡng. Ờ. Một cái nhà tình thương cho dạ. Các, rồi lo cho các em ăn học, rồi nói chung mọi thứ cứ sơ lo hết. Cảm ơn anh, cảm ơn sơ rất là nhiều nha. Có dịp hè hay gì thì các em lại về thăm nhà rồi lại ra lại. Dạ dạ em hiểu rồi. Cái này mồng tơi đó sơ. Dạ. Sơ cái kẹo này, cái này bị sắc rồi. Chào A Mai. A Mai khỏe không? Đau bụng nè. Đau cái bụng. Đang đau. Đang đau cái bụng quá hả? A Mai đi làm gì đó A Mai? Làm người ta, bên này làm con người ta. Ở đây là làm cái gì, làm cà phê hả? Làm. Có đi cạo mũ cao su không? Rồi làm cái này thu nhập ổn không? Không có, nó không có ca, không có gì nữa. Khó khăn lắm, nói chung không đủ ăn luôn. Như A Mai là đẻ mấy đứa con? 4 đứa. 4 đứa. Ở đây 4 đứa là nhiều hay ít? Nhiều nè. 4 đứa là nhiều ha. Còn ít nhất là ở đây mọi người đẻ, mỗi gia đình đẻ bao nhiêu con? 2 người, 1 người ít. À, cứ 1 người, 2 người thôi, đẻ càng nhiều càng tốt chứ, vui chứ ha. Đây là 2 đứa con của A Mai đó hả? À, cháu bên kia con. Giao mà con nghe tụi mà. À. Bông mà mẹ tôi mình. Như mình là người Gia Rai luôn ha? Gia Rai nè. Dạ. Như A Giòn ở nhà làm cái gì? Đang người ta thuê làm, người ta thuê làm còn người ta thuê. Người ta thuê gì làm cái đó? À. Dạ. Đây mấy em nhỏ nhìn có đôi mắt dễ thương quá, đôi mắt Pleiku. Mắt em nào cũng to hết ha. Con gái ơi. Em nào mắt cũng to hết, dễ thương quá. Bé cha này là con của mình đó hả? Dễ thương ha. Sao cô Tư, cái này là bà con trong làng kéo ra đây rồi đó. Chứ vô trong làng là sâu xa nữa đúng không? Lọ lem nữa kìa, nó chạy đâu? Lọ lem nữa. À, lọ lem, tại vì đi nó đi thì đi nó mặc quần áo đẹp rồi đó, còn trong làng còn lọ lem nữa kìa. Ồ. Nhưng mà do phòng quà mình ít cho nên đi vậy muốn bữa sau dẫn vô nè. Trong làng là khoảng bao nhiêu hộ? 40 nhiều có. 40 nhiều có hả? Muốn gần, muốn xa xa, đi cho biết đó. Đi. Mà trong làng xa lắm ha? Không, muốn gần cũng được, gần nếu mà bữa sau em đi chỗ điểm xe mình chưa đi, điểm xe em chỉ dừng đó. Chỉ cần dừng điểm xe đó là cô cần thiết là đi vô nhà. À. Mình đi ra phố nè, phố mình được vào, hiểu không? Dạ, dạ. Đi rồi, rất là tốn kém, đi rồi chi phí tốn cô thì có em á, cô đi làm thì cô biết chứ. Dạ, dạ. Tốn là, nghe cái xe này tốn á. Dạ. Mấy cái phần, mắm dây năm có sẵn rồi, đưa sơ mua, từ đâu mua đâu. Ồ, vậy đó hả? 40 ngàn, bao nhiêu đó là sơ mua thôi. À, lên kia cũng đưa vào sơ mua. Đưa gì đó mà. Tôi đi không vậy khỏe lắm. À. Tốn tiền em thấy tốn tiền. Tức là mình sẽ gửi tận tờ lên đây để mấy sơ lo trước. À. Mình lên đây mình trực tiếp phát quà thôi. Không phải, đại khái là muốn điểm nào á, nó tiện á. À, chứ còn ở đây nó đi. Dạ rồi, con hiểu rồi cô Tư, cảm ơn cô Tư. Dạ. Sơ ơi, sơ cho con đi dạo vòng trước được không sơ? Dạ, cảm ơn sơ. Ở đây là nuôi học sinh đó ha. Dạ dạ. Đi vòng vòng là mình làm từ thiện mà. Cô làm từ thiện cái mình lâm bụng nói lại. Mình đỡ được đồng nào hay đồng đó mình cho lại các em, cho lại người đồng bào. Người ta không có đi thì đi chứ đâu có hiểu. Wow, mấy xe đạp mới ha. Xe đạp đó nó mạnh hơn quân cho để các em đi học. Dạ. Wow, nhìn đã quá.
Cái này là chỗ vệ sinh ha. Sạch sẽ. Đúng, bình sơ. Dạ dạ. Từ từ để con phát quà trước đã cô Tư. Để phát quà trước đi. Dạ dạ. Rồi bây giờ 50 hộ này là kêu bà con xếp hàng hay là làm sao đây cô Tư? Rồi bà con mình xếp hàng giùm em đi. Dạ. Mình xếp hàng đây đi cho nó mát nè bà con ơi. Mình xếp hàng đằng đây cho mát nha. Mình đứng trong đây cho mát nè bà con. Bên kia nó nắng á. Giờ bên nào thôi qua bên kia đi. Bà con kéo qua bên đây đông quá. Bà con này không sợ nắng rồi. Bà con này không sợ nắng. Dạ rau để đây bà con tự chia nhau nha. Bà con mình hôm nay có ổn không, khỏe không? Rồi mấy em đứng đây phát quà giùm anh nha. Cảm ơn em nhiều. Rồi giới thiệu với bà con mình hôm nay nha. Hôm nay là cô Mười Thuyền, chị Mai là con gái của cô, và bé Linh là cháu ngoại của cô. Hiện nay đang ở bên đất nước Na Uy á, bên châu Âu á, là sẽ dành tặng cho bà con của mình ở đây là 50 phần quà. Trong đó gồm có 5 kg gạo, một chai nước mắm, một chai dầu ăn, một gói đường và một số rau củ quả ở đây. Bà con mình sẽ chia rau ra nha. Còn ở đây thì mời bà con mình nhận gạo, nước mắm, dầu ăn. Và mỗi người thêm một ổ bánh mì nữa nha. Dạ. Bánh mì để bên đây. Rồi bánh mì cho qua đây. Cắt luôn em, cắt luôn. Dạ, cắt luôn à. Khi nào bắt đầu thấy ngành sơ nói con nha sơ. Bây giờ làm luôn chưa sơ? Con nghĩ cái kia nó không đủ, tôi cái đó để trăm mấy, còn cái này thì một bắp này cho người nào nhận bắp này thì con nhận cái này. Dạ, dạ. Bà con ơi, bây giờ rau phần đây nè là mỗi người một món nha. Còn cái này salad nè, salad thì để bà con ai muốn lấy thì lấy. Để nghiêng ra riêng một bên. Rồi ai muốn lấy được bao nhiêu thì lấy. Mỗi người bà con là nhận một cái bắp sú hoặc là một cái cải thảo nha. Rồi bây giờ hộ đầu tiên. Rồi xin mời hộ đầu tiên lên đây nha. Chị đi. Rồi cho em xin lại cái phiếu. Một. Đúng rồi. Đúng rồi. Một đường, hai cái này. Với lại một bao gạo. Bữa sau đi nhớ đem bao chứ. Rồi. Chúc sức khỏe nha. Rồi không, dễ lắm. Hồ thứ hai. Hồ thứ hai ta nhận gạo trước đi, Đưa tay ra. Có bao thì nhận ha. Một chai mắm, một chai dầu, một gói đường. Rồi qua đây nhận rau nha. Rồi hộ tiếp theo. Đây con, gửi cho con nha. Con xách nổi không? Rồi. Tội chưa? Ba mẹ đi làm hết rồi. Rồi con qua đây nhận rau nha. Rồi hộ thứ tư. Em đưa tay ra. Rồi bỏ gạo mắm lên đây luôn. Rồi đường. Rồi qua đây nhận rau nha. Qua đây lấy rau. Rồi họ tiếp theo. Lấy gạo anh ơi. Ai à.
Các ai đứng phát gạo giùm em đi ạ. À? Em qua kia đi, chị phát gạo với nước mắm với cái này luôn. Anh qua phát gạo giùm em với anh. Để em bé nó đưa gạo cho. Rồi rồi rồi. Em đưa gạo đi, em đưa ba gạo, đưa cái bé cái này cho. Đó, vậy vậy. Rồi, rồi cảm ơn. Rồi lấy rau nha. Lấy rau nha. Đưa đây cho cô. Một hộp chú lẻ. Rồi bao gạo nè, bao gạo. Một bì đường. Chai nước mắm, chai dầu ăn. Rồi qua đây lấy rau nha. Bà con xong ở lại nha. Ở lại để nhận thêm một phần mì tôm của sơ cho nha. Rồi chúc sức khỏe nha. Bé kia. Qua đây con gái, qua đây. Qua đây nè con. Qua đây con. Nè của con nè. Của con nè, con gái. Nặng quá. Của con nè. Khóc luôn rồi. Rồi giúp giùm cho bé luôn. Rồi cái này của bé ha. Rồi của bé ơi qua đây con. Con qua đây đi. Của con này ăn bánh mì cho khỏi khóc nè. Rồi dặn luôn rồi. Có người lớn nào không phụ cho bé này đi. Dặn luôn rồi. Hả? À, lang thang Nha Trang. Cô ủng hộ nha. Cô để biết thêm nhiều về Nha Trang nha. Rồi chúc con gái sức khỏe nha. Rồi chúc con gái nhiều sức khỏe nha. Từ đã lấy muối với lấy ai bá em ơi. À cái này có kèm theo một cái bột nêm với lại một cái vá ha. Còn tí có một thùng mì tôm trên sẽ phát sau. Dạ dạ. Rồi qua đây lấy hạt nêm với lại một cái vá múc cơm nha. Trong cửa tường nghe con chờ nghe chờ cô lễ nghe. Rồi thay mặt cô Mười Thuyền chúc bà con mình nhiều sức khỏe, bình an. Cái này cháu hay là con gì đó Ama? Cháu ha. Cháu nội hay cháu ngoại? Cháu ngoại ha. Đây bao nè. Lấy bao đựng bao. Rồi chúc sức khỏe nha. Rồi một ổn mì, một ổn mì với rau nữa. Rồi chúc sức khỏe nha. Rồi chúc sức khỏe. Con học lớp mấy rồi con? Lớp 8 lên lớp 9. Cố gắng học giỏi nha. Rồi một phần bắp sú nha. Rồi chúc ngon miệng. Nhớ nha bà con mà nhớ phải đủ đồ rồi mới đi nha. Hôm nay xin lỗi bà con nha, tại vì xe tới trễ, tại vì đi gom hàng á nó bị lâu và đường nó sình lầy á nó khó đi. Cảm ơn bà con đã bỏ chút thời gian đến đây nha. Rồi để sách ra đây luôn. Rồi. Đây là rau nha bà con, ai lấy thêm thì lấy nha. Cái này là xà lách nha. Bánh mì ngon không con? ở đây bánh mì ngon không? Ở đây ngon ha, chúc ngon miệng nha. Sao bánh mì ngon không con gái? Lấy thiếu
Nay xin quá nha, có dấu chấm chấm vậy trên đầu nữa nghe, dễ thương nghe. Học lớp mấy rồi con gái? À, bỏ học rồi, sao vậy? Đi học chứ, sau này về làm cán bộ chứ. Chúc nhiều sức khỏe nha. Nhận hai phần là nhận thêm cho ông bà ngoại hay là ông bà nội đây? Dạ, cho cậu. Cho cậu. Ồ, chúc sức khỏe. Bà con chịu khó đứng ngoài nắng xíu nghe. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe con trai. Mấy nhỏ, cho mấy nhỏ qua kia nhận. Rồi, chúc sức khỏe Bình An nha. Mấy nhỏ qua kia ăn kẹo kìa, quay kia lấy kẹo, quay kia lấy kẹo. Wow, bé này nhìn giống nước ngoài quá. Bé này nhìn giống nước ngoài vậy. Nhìn giống nước ngoài lắm luôn. Rồi, chúc sức khỏe nha. Còn rau nữa. Rồi. Rồi, chúc sức khỏe luôn, bình an. Mới đi rải về hả, Amai? Rồi, chúc Amai sức khỏe nha. Ai nấy cũng còn cái nhiều nhóc hết trơn. Mẹ thu lại nên mẹ cho gà. À, chơi nuôi gà đó mà, không bỏ đâu. Rồi, chúc sức khỏe Amai. Rồi, chúc sức khỏe nghe. Rồi, cái này của Ajon. Của Ajon nha. Rau nữa nha. Rồi, chúc Ajon sức khỏe. Ok, lấy cái mì rau nè, lấy gì ăn. Mấy em làm mấy việc này vui không mấy em? Dạ vui chứ. Vui ha, mệt nhưng mà vui đúng không? Cho cái bao đi. Bạn đứa phiếu đấy bạn. Bạn nhỏ. Chống cầm. Không bạn nhỏ. À bên nhỏ thôi. Rồi đưa cái bao này qua đây chị đi cho. Rồi chúc sức khỏe nha. Bánh mì ngon không? Ngon ha. Cái đó là xăm hay là mình ịn vô cho vui thôi? Xăm luôn đó hả? Dễ thương vậy. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nghe. Còn rau nè, bà con nào lấy thêm thì cứ lấy nha. Em ấy, bánh mì ngon không em ấy? Ngon. Em ấy có cháu nội, cháu ngoại gì chưa? Đây là cháu gì, nội hay ngoại? Cháu ngoại ha, là chắc con gái quá. Không phải. Cháu. Cháu hết luôn. À. Ở đây thôn gì con nói lại cho chú nghe với. Rồi làng gì? Làng Long Clắc. Long Clắc. Play Clắc. Ồ, khó phát âm quá ha. Đúng rồi, mấy Amai lấy thêm rau về ăn. Chuẩn bị nhận mì tôm nữa nè, chuẩn bị có mì tôm nữa nha. Bà con mình nán lại nha, còn nhận mì tôm của Sơ nữa nghe. Rồi, thay mặt cô Mười Thuyền hôm nay, chúc bà con mình nhiều sức khỏe nghe. Bình an, hạnh phúc. Bên đây xong hết chưa? Rồi, cảm ơn anh nhiều nghe. Rồi, cảm ơn hai em nhiều.
Dạ kính thưa quý vị, ở đây là làng Plong Plak gì đó và thuộc huyện Chư Prong. Những bà con đồng bào ở nơi đây ai nấy cũng đều rất là khổ, rất là vui hôm nay khi được sự gửi gắm của cô Mười Thuyền, chị Mai và cháu Linh là một đại gia đình của cô bên đất nước Na Uy, chia sẻ những phần quà yêu thương đến với lại nơi đất Phật Sư Thích Minh Tuệ, quê hương thứ hai của thầy. Và một lần nữa em xin phép được kêu gọi, nếu bà con mình muốn cúng dường thì đây là những cái phần mà việc làm rất là ý nghĩa và đầy tính nhân văn, khi mà mang những cái phần tịnh tài, những phần quà yêu thương lên tới vùng đồng bào, chia sẻ lại cho những bà con. Và trong đó là có những bà con làng Cùi thật sự rất là khó khăn và cần sự giúp đỡ, cần sự quan tâm từ quý cô chú anh chị trong và ngoài nước. Cảm ơn cô Mười Thuyền đã đồng hành, cảm ơn nhiều quý vị đã luôn theo dõi kênh của em. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ chào tạm biệt, trân trọng.